Ai trời? Ai vậy anh? Đợi tí, đợi tí. Alo. Alo, ông xã hả? Anh nè. Anh đang ở đâu vậy? Hôm nay anh được nghỉ làm. Anh đang uống cà phê ở quán Lát Xít á, với mấy bạn. Vậy bây giờ em sẽ qua uống cà phê với anh liền nha. Em ở kế bên nè. Cái gì? Em qua liền hả? Thôi chết rồi, chết rồi. Em ơi. Xin lỗi nha, anh có công việc đột xuất. Hẹn dịp khác nha. Bye bye. Sơm cái đứa bự bên đây mà còn chung chạy vô lại tao đang ngồi đâu mà chạy được không vậy? Từ từ an tâm, cứ ngồi yên đi. Em dạy mà vậy trời ơi, nói hoài bị chạy được không nổi ơi. Ông an tâm đi, tôi bằng lái mà đưa xe tôi hết. An tâm đi ơi, trời tôi mới cứ giận nổi ơi. Trời ơi, tôi chưa hưởng thụ vậy đó. Trời ơi, sao an tâm được? Trời ơi, xe tôi thuê mà ông nội ơi, trời đất ơi. Sao? Trời ơi, sống tới liền đi. Anh nay giờ anh đã muốn chết luôn vậy. Ủa, chết rồi, bạn em mới rủ em đi shopping rồi. Sao, em không tới hả? Sao? Ông xã ngồi một mình đi nha. Thôi rồi, em không tới cũng không sao. Cho nhau nụ hôn thì mơ hay hoa trong mơ mà thôi. Anh đang uống cà phê ở quán Lát Xít. Đã luôn mơ về em dấu yêu. Anh đang ngồi ở đây nè, anh ngồi cùng chia sẻ những nỗi buồn vui có nhau. Lên đây uống với anh nè. Vậy thì chừng nào em mới biết tôi yêu em đâu say ngất ngây người ơi. Và cho đến khi nào em và tôi chung một con đường. Khi đã trao cho nhau nụ hôn thì mới hay yêu ai trong mơ mà thôi. Đã luôn mơ về em dấu yêu, cùng chia sẻ những nỗi buồn vui có nhau. Vậy thì chừng nào em mới biết tôi yêu em đắm say ngất ngây người ơi. Và cho đến khi nào mình chung bước trên con đường xưa. Còn đó chiếc lá úa né son buồn cùng ai đùa vui tháng ngày. Tôi yêu em tình yêu đầu tiên đáng kể cho con tim quên tháng ngày. Tại sao em không nhìn, vì sao em hững hờ làm tan nát con tim buồn đau.
đã trao cho nhau nụ hôn thì mới hay yêu ai trong mơ mà thôi. Đã luôn mơ về em dấu yêu, cùng chia sẻ những nỗi buồn vui có nhau. Vậy thì chừng nào em mới biết tôi yêu em đắm say ngất ngây người ơi. Và cho đến khi nào mình chung bước trên con đường xưa. Nhớ đến bóng dáng đó nhạt nhòa như mưa thu rơi buồn. Còn đó chiếc lá úa né son buồn cùng ai đùa vui tháng ngày. Tôi yêu em tình yêu đầu tiên đáng kể cho con tim quên tháng ngày. Tại sao em không nhịn, vì sao em hững hờ làm tan nát con tim buồn đau. Rồi cuốn hết những vô tình cho ai kia quay về. Người hỏi có thấy lá úa như lòng ta buồn đau vì ai vô tình. Luôn luôn chờ em đợi em với con tim đang cô đơn u buồn. Người có biết thời người tình yêu ta thắm nồng dành cho em không bao giờ phai. Sẽ mãi mãi đến cuối cuộc đời tôi yêu em trong mơ mà thôi. Em quay lưng cơn đau vô tình trong lòng ta buồn dần ngập tràn. Tôi luôn mong chờ em người ơi với con tim đã cô đơn u buồn. Người có biết hỡi người tình yêu ta thắm nồng là mãi mãi. Xin chào cho người. Ông xã. Hả? Anh làm gì vậy? Vô đây, em giới thiệu bạn của em nè. Anh mệt quá, anh lên lầu tí. Trời ơi, qua đây. Em à. Qua đây anh. Qua đây anh. Đi lúc khác trời đi. Ơi, nhanh lên. Anh làm gì vậy, bỏ áo xuống. Em giới thiệu bạn em cho. Giới thiệu với bồ, đây là ông xã mình. Hả? Ông xã mà đó hả? Ừ, sao vậy? Cái thằng này là cái thằng sở thanh lừa gạt tôi nè. Cái gì? Anh dám? Anh dám lừa gạt chết lộn người lộn người đâu 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 đâ